Các bạn có nghe thấy không? Đó tiếng của những con chim rừng đấy. Chúng đang gọi nhau. Chúng đang gọi nhau tới để kiếm ăn. Và bây giờ tôi cũng đang rất đói. Và tôi cũng sẽ phải đi kiếm ăn thôi. Tôi đã phát hiện ra một gốc cây mục. Hy vọng ở trong này sẽ có những con ấu trùng mà tôi đang tìm kiếm. Rất tiếc là trong này không có con ấu trùng nào cả. Tôi sẽ tìm ở một nơi vị trí khác, một gốc cây mục, một thân cây mục hoặc là với những tảng đá lớn. Tôi sẽ tiếp tục di chuyển và sẽ tìm kiếm thức ăn. Đôi khi công việc tìm kiếm thức ăn không hề gặp thuận lợi, vì không phải lúc nào cũng có sẵn nguồn thức ăn cho chúng ta lựa chọn. Tôi đã tìm thấy một cái cọ rừng. Nó đã bị gió quật đổ. Và hy vọng ở gốc của nó sẽ có thứ mà tôi đang tìm kiếm. Đây rồi, tôi đã tìm thấy một con nhộng rất béo. Nó tìm cách bỏ trốn. Các bạn thấy được chứ? Các bạn thấy không? Một con sâu béo mầm. Tôi có thể ăn nó ngay lập tức mà không cần phải nấu chín. Nó rất an toàn và nhiều protein. Nhưng sẽ ngon và tốt hơn là chúng ta lên nấu chín nó. Mùi vị nó không hề dễ ăn một chút nào cả. Thật sự rất kinh tởm. Các bạn nhìn này. Một đống bầy nhầy giống như là rỉ mũi vậy. Nhưng để sinh tồn được, tôi vẫn phải ăn. Tôi nghĩ là sẽ ngon hơn khi mà chúng ta nấu chín. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục bắt. Các bạn thấy đấy, nhiều khi tìm cái thức ăn trong rừng không phải đơn giản đâu. Không phải chỗ nào thiên nhiên cũng ưu đãi và cũng có thể có lựa chọn về thức ăn của chúng ta đâu. Nó trốn rất sâu trong cái lỗ này và tôi đã phải dùng que để lấy nó ra. Rất béo mọi người ạ. Sau một hồi đào bới và tìm kiếm thì tôi đã kiếm được một chút thức ăn rồi. Các bạn có thể thấy đây này. Đó là những con bọ. Chúng rất nhiều protein, rất nhiều chất béo. Đây là thứ năng lượng mà hiện tại tôi đang rất là cần để có thể duy trì cuộc sống của tôi. Chúng rất nhiều năng lượng. Chúng có thể cung cấp cho tôi rất nhiều calo và protein. Hay như những con sâu béo mập như thế này này. Sức khỏe của chúng ta sẽ không đảm bảo nếu như chúng ta ăn quá nhiều đồ ăn sống. Các bạn nấu chín nó lên nhá. Những con sâu béo mập như thế này. Rất nhiều năng lượng và protein. Tôi có thể ăn sống chúng ngay lập tức mà không cần phải nấu chín. Nhưng nếu như nấu chín chúng lên thì chắc chắn là sẽ ngon hơn. Hãy cẩn thận với cái đầu của chúng. Răng rất sắc nhọn. Thật sự nó không phải là thứ mà tôi muốn ăn. Nhưng để sinh tồn, bạn sẽ phải ăn tất cả mọi thứ. Nhưng hãy chắc chắn rằng chúng không có độc và không nguy hiểm cho cơ thể của bạn. Chúng có mùi tanh và rất nhớt, giống như đang ăn một con ốc sên hay là gì mũi vậy. Kinh tởm.
nhưng tôi cần phải ăn để tiếp tục với cuộc chiến sinh tồn này. Chúng là những con bọ gai góc và trông rất nguy hiểm, nhưng chúng ta có thể ăn được. Hãy đảm bảo rằng không bị càng của chúng kẹp vào môi của các bạn nhé. Răng của chúng rất sắc nhọn, nếu bị cắp thì các bạn sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Rất ngon. Tôi đã tìm thấy một loại quả, có lẽ là một con chim hay một con thú nào đó đã ăn và rơi xuống đây. Hãy nhìn mà xem, màu sắc của nó thật là đẹp và rực rỡ. Có lẽ nó được rụng xuống từ cái cây này. Trên cây có rất nhiều quả nữa. Khi bạn không biết rằng thứ quả mà bạn tìm thấy trong rừng có thể ăn được hay không, nó có độc tố hay không, hãy thật thận trọng khi sử dụng nhé. Đây là cách của tôi để tránh bị trúng độc. Hãy sử dụng mu bàn tay của mình và trà sáp loại quả hoặc loại cây nào đó mà bạn nghi là có thể ăn được lên mu bàn tay. Trà sáp nhẹ thôi, trà sáp lên mu bàn tay, vì da bàn tay của chúng ta rất mỏng. Nếu như loại quả này có độc tố, sau khoảng 5 phút da của chúng ta sẽ có hiện tượng mẩn ngứa hoặc bỏng rát. Tiếp theo sau đó hãy sử dụng lưỡi của bạn. Sau khi đã test thử trên mu bàn tay mà không có hiện tượng bị rát hay bỏng ngứa, bạn nên sử dụng đầu lưỡi của mình lếm nhẹ lên loại quả hay thức ăn mà bạn tìm được. Hãy lếm nhẹ nhàng bằng đầu lưỡi thôi nhá, từng chút một thôi. Nó có vị ngọt, hơi nhớt, nhưng có thể ăn được. Hãy nhớ rằng với những thức ăn lạ mà chúng ta chưa biết nó là thức ăn gì thì hãy lên thử từng chút một. Đừng vì quá đói hay tham lam mà ăn nhiều, vì có những thức ăn có độc tố nhưng nó sẽ chưa phát ra ngay mà sau khoảng từ 5 đến 10 phút, lúc đó bạn sẽ mới có thể cảm nhận được. Bây giờ tôi có thể hoàn toàn yên tâm để ăn loại quả này rồi. Chúng rất ngon, ngọt, nhiều nước. Tôi sẽ lấy thêm nhiều quả đó để ăn. Chúng rất an toàn mọi người ạ. Đây chính là loại quả mà tôi vừa mới ăn. Đây là cành của nó, tôi đã bẻ xuống. Chúng rất nhiều nước, có vị ngọt. Và bạn có thể yên tâm khi ăn những loại quả khi mà bạn đã thử test độc trên mu bàn tay và đầu lưỡi. Đôi khi thức ăn của chúng ta sẽ nằm ở những cái cây mục rỗng như thế này. Hãy bới nó ra và tìm kiếm những con sâu bọ. Chẳng có gì cả. Tôi sẽ tìm kiếm thức ăn ở một nơi khác. Có lẽ tôi đã không gặp may. Cái cây này chẳng có gì cả. Các bạn có nhìn thấy không? Đó là một bồ chuối rừng. Tôi sẽ chặt nó xuống và lấy quả để ăn. Hạ bồ chuối rừng.
và những quả chín của chúng đã vâng vãi khắp nơi. Đây chính là quả của chúng, rất nhiều hột. Toàn bộ phần thân và quả của chuối đều có thể ăn được. Những quả chuối rừng thật tuyệt vời. Hãy ăn phần cùi của chúng thôi, còn hai quả chúng hãy bỏ đi. Nếu như bạn cố tình nuốt hột của chúng thì bạn sẽ gặp rắc rối về tiêu hóa đấy. Hạt của chúng rất cứng. Việc tìm nguồn nước là không hề đơn giản các bạn ạ. Chúng ta có thể tìm ở trong những hốc cây mục, những khe đá, hoặc đơn giản là trên những chiếc lá như thế này. Chúng còn đọng lại những chiếc lá của trận mưa đêm qua. Trông chúng không sạch sẽ cho lắm, nhưng chúng có thể hoàn toàn có thể uống được các bạn ạ. Hãy nhẹ nhàng dùng một chiếc lá nhỏ, có nó thành cái phễu như thế này, hơi chúng lên và uống được đấy. Ở điều kiện sinh tồn chúng ta không có cơ hội để lựa chọn đâu. Thật quý giá những giọt nước. Tôi sẽ sử dụng hết chỗ nước này mà không để lãng phí một giọt nào cả. Tôi sẽ uống chúng. Hãy nhìn kỹ mà xem, chúng chẳng hề sạch sẽ gì cả. Nhưng để sinh tồn ở trong rừng, đó là điều kiện bắt buộc. Hãy thích nghi với điều đó. Những giọt nước thật quý giá, đừng bỏ phí bất cứ một giọt nước nào các bạn nhé.